Chào mừng quý vị đến với thang máy Mission Phạm, và hôm nay công ty chúng tôi lại tiếp tục một chuyến hàng đi công trình tại quận Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư là anh Hùng, và chiếc thang máy này được lắp đặt với tải trọng là 450 kg, 5 điểm dừng và tốc độ chạy là 60 m/s. Cùng các anh em nhân viên công ty thang máy Mission Phạm đang hỗ trợ bên xe cẩu hàng lên. Chúng ta quan sát thì tất cả các linh kiện thang máy đã được các anh tập trung rất cẩn thận, và bị cẩn thận trong quá trình di chuyển, không làm cho các vật tư chạy trước ảnh hưởng đến vật tư. Thưa quý vị, đây là đầu cửa ga và đầu cửa tầng. Nhập khẩu đồng bộ tư duy Hàn Quốc. Tất cả các bộ phận cứu hộ đi kèm. Đang lên hàng đã xong rồi đây quý vị.